Rồi ta tắt chào. Bay xuống. Rồi bước lên một bước. Lần này cầu rồi. Còn một bạn hơi giữa thôi. Hai bạn sau đừng dừng. Quá 1000 kg phát nổ để bảo đảm sức khỏe, các đồng chí hãy ngồi dựa, lưng vào thành hầm, mặt ngửa lên trời, há mồm để sức ép từ khối bộc phá. Các đồng chí đã rõ nhiệm vụ của mình chưa? Rồi ạ. Các bạn Âm chỉ huy tập đoàn. Âm chỉ huy tập đoàn. Âm đồ kẹp. Âm đồ kẹp.